vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang được ngồi cạnh chú Tuyên và cô Phương là chủ đầu tư của công trình thiết kế biệt thự 3 tầng mái nhật này. Dạ vâng, cháu chào cô chú ạ. Dạ vâng, cháu được biết là công ty cổ phần thiết kế thi công Nhà Đẹp là đơn vị đã thiết kế mẫu biệt thự 3 tầng mái nhật này cho gia đình mình. Vậy thì không biết là cháu có thể hỏi cô chú một câu hỏi nhỏ được không ạ? Dạ vâng, vậy thì thưa cô chú là đối với bản thiết kế mà Nhà Đẹp đã mang đến cho cô chú thì liệu là cô chú có cảm thấy hài lòng hay ưng ý nhất với chi tiết nào trong bản thiết kế của chúng cháu không ạ? Thưa các khán giả của công ty Nhà Đẹp, thì với nhu cầu của tôi là muốn xây ngôi nhà để sử dụng cho gia đình thì đến với công ty Nhà Đẹp thì ngay từ bước đầu tôi đã thấy rất là ấn tượng về tác phong làm việc cũng như là cái môi trường làm việc của công ty. Từ khi cái nhu cầu của gia đình đặt ra, thì khi gặp các kiến trúc sư thì đều là được tư vấn và góp ý, đến cuối cùng gia chủ và người thiết kế gặp nhau ở một điểm phù hợp với lại nguyện vọng gia đình. Khi quá trình thiết kế và thì tư vấn thì sau khi ra bản vẽ thì gia đình rất là ưng ý, đáp ứng được nhu cầu của gia đình, phù hợp với lại hoàn cảnh môi trường và cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Quá trình thi công thì giữa trao đổi với gia chủ và kiến trúc sư đều có cái trao đổi xử lý những vấn đề phát sinh rất là tốt. Đến khi hoàn thành công trình, khi sử dụng thì gia đình của tôi rất là hài lòng, hoàn toàn không có điều gì chỉ trách. Kể cả khách đến tham quan gia đình cũng là vẫn cho là cái ngôi nhà thiết kế về không gian và công năng sử dụng rất là hợp lý. Về ngôi nhà chúng tôi thì phải đánh giá là công tác kiến trúc đầu tiên là hình khối, đường nét và màu sắc hoàn toàn hợp lý và rất là phù hợp với môi trường địa phương và tâm lý của gia đình tôi. Rất là cảm ơn công ty Nhà Đẹp, chúc công ty ngày càng thịnh vượng, phục vụ tốt hơn các nhu cầu của nhân dân, của khách hàng. Xin cảm ơn công ty Nhà Đẹp. Về phía cô thì không biết là cô có lời gửi gắm nào muốn gửi tới các vị đang xem màn hình ở đây, hoặc là về gửi gắm về công ty cổ phần thiết kế Nhà Đẹp của chúng cháu không ạ? Cô thì cô cũng rất là cảm ơn khi mà trước khi xin nhà thì cô cũng bảo với chú là cho cô xin mấy cái riêng tư, nhất là cái riêng tầng một, thứ hai là một cái bếp rộng, thứ ba là một cái sân thượng hồ, thì cô cũng được tạo chuyện đúng theo ý của người phụ nữ trong gia đình. Và cô cũng rất là cảm ơn công ty đã gọi là cho cô chú một cái ngôi nhà rất là ưng ý, và các em trong gia đình cũng rất là cảm thấy rất là thích, đồng thuận với bố mẹ rất là thích ngôi nhà này. Dạ vâng ạ. Cô cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn cô chú ạ.